Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi tuất tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch, đây sẽ là một tháng vận trình của người tuổi Tuất có không ít chuyển biến tích cực nhưng mọi thứ sẽ diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ. Cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nếu biết tận dụng và vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Thời điểm này bạn nên tự dựa vào sức mình, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất cứ ai, bởi chẳng ai biết bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn hơn chính bản thân bạn. Thời gian này bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo, có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Nhìn chung bản mệnh hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện. Tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp. Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý. Tình cảm thuận lợi cũng là một điểm sáng trong tháng của người tuổi Tuất. Được các tinh che chở, người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân, gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình. Người độc thân cũng có nhiều lựa chọn đáng hứa hẹn. Sức khỏe của bản mệnh cũng đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng, tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà chủ quan. Hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên. Tử vi tuổi Tuất tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, công việc của người tuổi Tuất trong tháng mới nhìn chung vẫn có những chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ, nóng vội càng dễ hỏng việc. Nguyệt lệnh Lâm Đất dưỡng mang tới cho con giáp này những cơ hội để phát huy năng lực dành về những điều mình luôn mong ước lại có cả thái dương cát tinh nhập mệnh con giáp này có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi trong công việc nhiệt tình xông xáo thời gian này bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo có lợi cho con đường sự nghiệp sau này nhìn chung bản mệnh hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng khi có không ít cơ hội phát triển dành cho bạn khả năng thăng tiến cũng theo đó mà tăng dần lên không lo mắc phải những sai sót không đáng có quý nhân của bạn có thể chính là cấp trên đồng nghiệp ở nơi làm việc những người hiểu và công nhận năng lực của con giáp này nhờ vậy bạn được trọng dụng và trao cho những trọng trách quan trọng cơ hội đến cũng kèm theo không ít thách thức và cả áp lực nhưng đừng quá lo lắng nếu biết tận dụng và vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng thời điểm này bạn nên tự dựa vào sức mình, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất cứ ai, bởi chẳng ai biết bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn hơn chính bản thân bạn. Sự chủ động sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Công việc tiến triển thuận lợi, song đường tài lộc của người tuổi Tất có thể không được lý tưởng như bạn mong. Tử vi tháng nhận thấy, tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp. Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay. Thu nhập từ công việc chính vẫn khá ổn, nhưng cũng bởi con giáp này có nhiều tham vọng, muốn kiếm được nhiều hơn đến có đôi khi bạn chấp nhận mạo hiểm. Song trong một tháng tài khí giảm sút như này sẽ không có lợi cho làm ăn lớn. Nếu bản mệnh đang nắm giữ trong tay các hạng mục đầu tư, kinh doanh mạo hiểm thì càng nên thận trọng. Đừng bao giờ giữ suy nghĩ cố đấm ăn xôi, bởi khi không có tài tinh chiếu mệnh có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Nếu bạn cứ cố chấp tiến hành sẽ rất dễ gặp vấn đề thất thoát không thì cũng trục trặc về giấy tờ, pháp lý. Hơn nữa con giáp này hầu như không có người giúp đỡ nên mọi việc đều phải tự thân vận động các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm, có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao trong khi áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Ngoài ra điểm báo tử vi cũng cho thấy con giáp này dễ làm rơi tiền mất của, không cẩn thận nên có thể bị lừa gạt hay trộm cắp lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Cần để tâm hơn đến tài sản, tiền bạc của mình nếu không muốn mất tiền oan. Tử vi tuổi tất tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên bước sang tháng kỷ hợi năm tân sửu người tuổi tuất có khá nhiều điểm sáng trong phương diện tình cảm nhờ có thiên diêu trợ nhân duyên tháng này người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình nhân duyên tốt đẹp cũng giúp người độc thân sớm tìm thấy đối tượng ưng ý bạn cảm thấy may mắn và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại vận đào hoa có xu hướng khởi sắc nhưng khá chậm bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hãy là chính mình trong mọi tình huống bạn sẽ sớm tìm được người ưng ý một vài người dù đang có nhiều lựa chọn hứa hẹn nhưng hơn ai hết bạn hiểu được nơi trái tim mình thuộc về và sẽ không bỏ lỡ thời gian để có thể sớm ở bên cạnh người mình yêu còn nếu đang trong quá trình tìm hiểu thì bạn cũng xác định được tình cảm của mình chẳng mấy chốc sẽ nên duyên thành đôi mối quan hệ vợ chồng không còn mâu thuẫn tình cảm ngày càng gắn bó sau những sóng gió xảy ra trước đó thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có trong tay, hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới. Có cặp vợ chồng có thể đón tin vui con cái khi đang có sự hỗ trợ từ nguyện lệnh lâm dưỡng. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về phương diện sức khỏe nguyệt lệnh lâm đất dưỡng tuổi tuất biết tự chăm sóc cho bản thân mình không cần người khác phải lo lắng nhắc nhở nhờ thế mà sức khỏe của con giáp này trong tháng kỷ hợi khá tốt tình trạng thể chất của bạn đang khá ổn định nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên nhằm cải thiện và tăng cường sức khỏe dù ở lứa tuổi nào bạn cũng nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để thuận ứng tự nhiên về chế độ dinh dưỡng, nên ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Thức ăn béo ngậy thường khó tiêu, khó hấp thu và dễ gây cảm giác ngấy chán khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đầy bụng, chậm tiêu. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Mậu tuất thuộc mệnh mộc nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, công việc có chuyển biến khá tích cực nhưng đến chậm, cần kiên trì hơn. Quý nhân, dần, mão. Tiểu nhân, Tị Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. 2. Canh tuất thuộc mệnh Kim, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết được quý nhân chỉ đường dẫn lối, sự chủ động sẽ gây được ấn tượng tốt. Quý nhân, thân ngọ. Tiểu nhân, Sửu Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. 3. Nhâm Tất thuộc mệnh Thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp quý nhân, hợi, tỵ. Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. 4. Giáp tất thuộc mệnh hòa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, nhân duyên tốt đẹp, đào hoa có xu hướng khởi sắc. Quý nhân, dậu, mùi. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. 5. Bính tất thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương khẩu quyết, sức khỏe tốt nhờ biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Quý nhân, ngọ, mão. Tiểu nhân, tị, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi tuất trong tháng 10 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại